Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi phần điểm tin nhanh lúc 10 giờ sáng của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, mở đầu bản tin hôm nay sẽ là một thông tin mà cả nước đang rất quan tâm về việc tìm kiếm phi công và máy bay mất tích trên biển trong những ngày vừa qua. Rạng sáng ngày 18 tháng 6, tàu cứu hộ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã đưa thi thể thượng tá phi công Trần Quang Khải cập cảng Cửa Hội. Ngay sau khi vào bờ, các lực lượng quân đội, biên phòng, cảnh sát biển và lãnh đạo nhân dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ đón trang nghiêm dành cho thượng tá Trần Quang Khải, phi công lái máy bay Su-30 MK2 bị rơi trên biển vào sáng ngày 14 tháng 6 vừa qua. Trước đó, ngư dân tỉnh Nghệ An đã phát hiện thi thể của phi công Trần Quang Khải trong tình trạng bị dù quấn chặt vào người tại vùng biển giáp danh với đảo Mắt trên vùng biển Nghệ An. Khu vực phát hiện gần với nơi đã phát hiện thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, phi công đã được ngư dân khác cứu sống cách đây vài ngày. Sau khi nhận thông tin, Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã điều tàu BP-061901 của Bộ đội Biên phòng Nghệ An tiếp cận với tàu cá của ngư dân Đậu Văn Kính để đưa thi thể phi công Trần Quang Khải vào bờ. Vâng, và song song với đó thì việc tìm kiếm các nạn nhân của máy bay KC-212 rơi tại vùng biển đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng vẫn đang tiếp tục trong ngày hôm nay. Việc tìm kiếm sắp tới sẽ mở rộng ra khoảng 60 hải lý về phía Tây và Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ. Với mục tiêu cứu người, Bộ Quốc phòng sẽ đưa lực lượng đặc công nước và thợ lặn chuyên môn cao tham gia tìm kiếm cứu nạn, huy động sự tham gia của các lực lượng không quân, hải quân, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, quân khu 3 và tàu cá của ngư dân. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về tìm kiếm cứu nạn cũng đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan huy động mọi lực lượng, phương tiện cao nhất cho việc tìm kiếm các nạn nhân và máy bay, thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, nhanh chóng xác định rõ nguyên nhân của vụ việc. Chuyển sang một thông tin khác, theo chu kỳ điều chỉnh, giá cơ sở xăng dầu sẽ được công bố vào ngày 20 tháng 6. Từ đó thì doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối có thể điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng này. Do giá xăng dầu thế giới trong những ngày qua liên tiếp giảm, nên các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối dự đoán trong lần điều chỉnh này, đối với mặt hàng dầu thì giá sẽ vẫn giữ nguyên, còn đối với mặt hàng xăng thì giá có thể giảm nhẹ 200-300 đồng một lít. Trong lần điều chỉnh gần đây nhất vào ngày 4 tháng 6 vừa qua, vào ngày nghỉ thứ Bảy, giá xăng RON 92 đã tăng 680 đồng một lít. Chuyển sang những tin tức quốc tế, các lực lượng của chính phủ Iraq đã chiếm lại thành phố Fallujah từ tay tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Tuyên bố này được Thủ tướng Al-Abadi đưa ra ngày 17 tháng 6 trong một bài phát biểu trên truyền hình. Theo ông Al-Abadi, lực lượng chính phủ đã giành được quyền kiểm soát hầu hết thành phố Fallujah, nhưng vẫn còn một số khu vực sẽ giành được trong vài giờ tới. Đây được xem là thắng lợi lớn trong cuộc chiến chống lại IS. Thành phố Fallujah được xem là thành trì quan trọng của IS, nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía Tây. Đây là thành phố bị IS chiếm đóng lâu nhất kể từ tháng 1 năm 2014. Nga sẵn sàng cải thiện quan hệ với châu Âu, vốn bị rạn nứt liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuyên bố trên được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra ngày 17 tháng 6 tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế lần thứ 20 diễn ra tại thành phố Saint Petersburg. Tuy nhiên, ông Putin cũng nhấn mạnh rằng phương Tây phải chịu trách nhiệm về tình trạng xấu đi trong mối quan hệ này. Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Nga khẳng định Liên minh châu Âu vẫn là một đối tác thương mại chủ chốt của Nga, song chính việc EU áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến vấn đề Ukraine đã dẫn tới sự đổ vỡ trong quan hệ song phương. Cũng trong ngày hôm qua, tại lễ tưởng niệm cặp vợ chồng cảnh sát bị sát hại hôm 13 tháng 6, Tổng thống Pháp François Hollande đã tuyên bố ủng hộ việc cảnh sát mang theo vũ khí ngoài giờ làm việc. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Hollande nhận định vụ việc trên cho thấy cảnh sát phải luôn có vũ khí trên người như đã được quy định trong tình trạng khẩn cấp để có thể tự bảo vệ ngoài giờ làm việc. Tổng thống Pháp cũng nhấn mạnh cơ quan chức năng sẽ triển khai các biện pháp để đảm bảo, bảo vệ danh tính và sự an toàn cho các cảnh sát để họ không trở thành mục tiêu của những tên tội phạm. Trước đó, hôm 13 tháng 6, vợ chồng cảnh sát Jean-Baptiste Saint-Vain đã bị tên Larossi Abala sát hại. Tên này nằm trong diện bị điều tra quốc tế do có liên hệ với một nhóm đối tượng đã đến Syria. Chính phủ Malaysia vừa cho biết rằng việc tạm dừng tuyển mới lao động nước ngoài từ giữa tháng 2 tới nay đã khiến cho các doanh nghiệp của nước này thiệt hại khoảng 24 tỷ ringgit, tức là khoảng gần 96 tỷ đô la Mỹ. Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid cũng đã thừa nhận việc tạm dừng tuyển mới lao động nước ngoài không chỉ làm tổn thương doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách của chính phủ. Hiện chính phủ Malaysia đã nhất trí thành lập một ủy ban có nhiệm vụ xem xét, đánh giá nhu cầu về lao động của những ngành nghề bị ảnh hưởng từ lệnh cấm tuyển mới lao động nước ngoài.
Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh lúc 10 giờ sáng của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.